MC Trấn Thành nhiễm virus phải nhập viện truyền nước. Mới đây, MC Trấn Thành đã chia sẻ thông tin anh bị nhiễm lạnh phải nằm viện truyền nước. Mặc dù bị bệnh, nhưng MC Trấn Thành vẫn hài hước khi thông báo bệnh tình của mình. Theo Trấn Thành chia sẻ thì anh bị nhiễm virus phải nhập viện truyền nước. Tuy nhiên, anh cũng cho biết bệnh tình của mình không nặng, sẽ chóng khỏe thôi. Lần này bà virus mạnh quá, bảo cuộc em tan nát, nhưng em không sao, em sẽ sớm bình phục thôi, chỉ có điều là thèm ăn quá mà bác sĩ không cho ăn. Tổ ơi cho con mau khỏe để con đi diễn lại, ở trong bệnh viện nó buồn như chết đi sống lại. Hai tàn phai nhan sắc rồi, anh viết. Cùng với sự hài hước của Trấn Thành, nữ ca sĩ Harry Won cũng đăng clip vui mà chỉ quay được khi ông xã nằm trên viện. Nhưng vẫn cố tìm ra ngoài mua thức ăn, tuy nhiên vì đang nằm viện truyền nước biển, vì bác sĩ không cho ăn uống linh tinh nên Trấn Thành đành phải cố nhịn, quay về phòng dưỡng bệnh. Trấn Thành, Hồ Quang Hiếu và dàn sao Việt đi xông hơi massage, rõ sang chảnh, kéo đến dàn U23 cười té ghế vì quá lầy. Đội tuyển U23 Việt Nam không hổ danh là vựa muối, vì ngay cả khi đi massage thư giãn cũng khiến nhiều người bật cười. Với nhiều lợi ích về sức khỏe, các hình thức massage xông hơi luôn được sao Việt lựa chọn để phục hồi cơ thể sau những lịch trình căng thẳng. Không ít người nổi tiếng còn thi nhau, khoe hình ảnh mỗi lần đến khu massage chăm sóc sức khỏe. Trong một chuyến công tác tại Campuchia, Trấn Thành rủ Hoa hậu Diễm Hương đến thử dịch vụ massage cổ truyền để giải tỏa mệt mỏi. Cả hai có những biểu cảm bá đạo trong lần đầu trải nghiệm kiểu massage truyền thống của Campuchia. Trấn Thành rất phấn khích khi được mục sở thị dịch vụ massage với đàn cá. Hồ Quang Hiếu tranh thủ thư giãn ở quán massage trong lần đến Mỹ lưu diễn. Đi cùng đoàn của nam ca sĩ có danh hài Việt Hương. Thời còn mặn nồng với Rit Light, Hương Nhân Idol và bạn trai Việt Kiều hạnh phúc khoe ảnh cùng nhau đến phòng tắm hơi. Cặp đôi tranh thủ thể hiện những cử chỉ tình tứ khiến nhiều người phát ghen. Lần khác, nữ ca sĩ đi cùng hội bạn thân là Bích Phương và Tiên Cookie. Nhã Phương và Ngọc Trinh được trải nghiệm dịch vụ massage toàn thân sang chảnh tại trung tâm thẩm mỹ, nơi hai người đẹp đại diện hình ảnh. Cả hai đều khiến người hâm mộ không thể rời mắt vì những thước hình siêu quyến rũ. Hoa hậu Phạm Hương có một buổi tắm hơi y như trong phim Hàn, nhưng dịp đến công tác ở xứ sở Kim Chi. Sau loạt trận vòng bảng tại VCK U23 châu Á vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam được tham gia một buổi massage trị liệu ngay trên đất Trung Quốc. Theo chia sẻ của thủ môn Bùi Tiến Dũng, cả đội đã có những giờ phút nghỉ ngơi thả lỏng để nhanh chóng hồi phục thể lực sau 3 trận đấu căng thẳng. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo được chăm sóc về mặt thể lực để giúp thư giãn các nhóm cơ, tránh việc bị xuống sức. Nhóm cầu thủ đã tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc bên nhau. Tuy nhiên, cách tạo dáng có phần nghiêm túc của Bùi Tiến Dũng và đồng đội khiến nhiều khán giả không khỏi bật cười. Các anh chàng của U23 giữ nguyên biểu cảm nghiêm nghị ngay cả trong các buổi thư giãn và xả hơi. Hoàng Thùy Linh lần đầu tiên nhắc về Harry Lu sau 5 năm, tôi cảm thấy tổn thương vô cùng. Hoàng Thùy Linh cho biết, bản thân cảm thấy tổn thương vô cùng, bởi dù tình cảm không đi đến đâu, nhưng Harry Lu lại lên báo khơi gợi lại quá khứ nhiều nỗi đau của mình. Vào khoảng tháng 10 năm ngoái, Hoàng Thùy Linh bất ngờ giới thiệu chuỗi dự án kỷ niệm 10 năm chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Mở màn cho chiến dịch này là việc cho ra mắt Vàng Anh và Phượng Hoàng, cuốn tự truyện do nhà báo Trần Bình chấp bút. Nội dung của cuốn sách là sự trải lòng của một cô gái trẻ, tưởng chừng đã có tất cả nhưng lại đánh mất mọi thứ sau một đêm vì scandal clip nhạy cảm, và rồi sau đó là hành trình lội ngược dòng ngoạn mục để có được thành công ngày hôm nay. Không chỉ chia sẻ về biến cố năm 19 tuổi, Hoàng Thùy Linh còn dành một phần không nhỏ trong cuốn tự truyện để nói về những mối tình đã qua, đặc biệt mối quan hệ với Harry Lu cũng được người đẹp nhắc tới. Cách đây gần 5 năm, Hoàng Thùy Linh vướng phải tin đồn phim giả tình thật với Harry Lu sau khi cả hai cùng tham gia dự án phim điện ảnh thần tượng. Dù đứng giữa tâm điểm bàn tán của dư luận, nhưng nữ ca sĩ chưa lên tiếng nói về nghi vấn này. Trong khi đó, nam thần xứ đài lại gây xôn xao khi khẳng định tình cảm của hai người chỉ là trên màn ảnh, còn ngoài đời cặp đôi xem nhau như anh em trong nhà
và khó có thể tiến tới tình yêu bởi rào cản gia đình. Có lẽ vì khán giả yêu thích cặp đôi trong phim, nên họ cũng muốn tôi và cậu ấy hẹn hò ngoài đời. Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ xem Harilu là cậu bạn hợp cả của mình. Những gì mọi người đồn đoán về chúng tôi sẽ chỉ mãi là tin đồn mà thôi, Hoàng Thùy Linh thẳng thắn trả lời báo giới. Tuy nhiên mới đây trong tự truyện, Hoàng Thùy Linh lần đầu tiên bộc lộ cảm xúc của mình trước lời chia sẻ của Harilu sau 5 năm. Cô cho biết bản thân cảm thấy tổn thương vô cùng, bởi dù tình cảm không đi đến đâu, nhưng Harilu lại lên báo khơi gợi lại quá khứ nhiều nỗi đau của mình. Hoàng Thùy Linh chia sẻ trong tự truyện, quyết định rời bỏ Hà Nội để vào Sài Gòn cũng song hành với quyết định sẽ đóng Thần Tượng. Trên phim trường Thần Tượng, tôi dần thân thiết với Harry, đang buồn bã vì mối tình lâu năm bất thành. Lại ở Sài Gòn một mình, những quan tâm của Harry làm tôi cảm động. Harry, một chàng trai rất trẻ, làm cho tôi có cảm giác như mình trẻ lại. Nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện cũng chả đi đến đâu. Cậu ấy lên báo và nói gia đình mình không chấp nhận tôi. Ngay khi tôi và cậu ấy vẫn chưa chính thức yêu nhau, tôi cảm thấy tổn thương vô cùng. Vì đâu phải chỉ tôi mà biết bao nhiêu người đọc được bản tin ấy. Trong đó có cả gia đình tôi, có cách nào gợi lại nỗi đau quá khứ của tôi tốt hơn như thế không? Bà xã Chí Tài hóa thân thành ca sĩ bí ẩn, gây bất ngờ cho chồng. Trong tập 2 chương trình Ca sĩ bí ẩn lên sóng ngày 5 tháng 3 tới, nghệ sĩ Chí Tài sẽ nhận được món quà kỷ niệm 35 ngày cưới vô cùng đặc biệt đến từ vợ mình. Trong buổi ghi hình chương trình, nghệ sĩ Hà Chí Tài khá bất ngờ khi nhận ra bà xã hóa thân thành ca sĩ thứ 7. Dù ca sĩ Phương Loan đã đeo mặt nạ, nhưng nam diễn viên hài nhanh chóng nhận ra giọng hát và hình dáng của vợ mình. Ngay lập tức, anh đã lên sân khấu trình diễn cùng vợ. Ca sĩ Phương Loan chia sẻ đây là món quà đặc biệt mà chị dành tặng cho chồng nhưng kỷ niệm 35 năm ngày cưới. Nghệ sĩ hài Việt Hương cũng tiết lộ ca sĩ Phương Loan đã bí mật về nước thăm chồng và chính chị là người thuyết phục bà xã Chí Tài tham gia chương trình để gây bất ngờ cho anh. Chia sẻ trong chương trình, ca sĩ Phương Loan cho biết đi hát nhiều không sợ mà hôm nay có ông xã ngồi dưới lại sợ quá. Trong khi đó, nghệ sĩ hài Chí Tài cũng bật mí vợ anh đã bước vào hàng U60 nhưng lúc nào cũng như 18 và thích được gọi là bé heo. Nghệ sĩ hài Chí Tài và vợ đã chung sống với nhau được 35 năm. Dù thường xuyên ở xa, nhưng do nghệ sĩ Chí Tài đi diễn nhiều, nhưng cả hai vẫn luôn dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn không kém vợ chồng son. Theo chia sẻ của Chí Tài, sau khi kết hôn, vợ anh không còn đi hát, mà ở phía sau làm hậu phương cho chồng. Trong hầu như tất cả các vở diễn, Chí Tài đều vào vai người đàn ông mê gái lăng nhăng. Nhưng ở ngoài đời thật, anh lại là người chồng hết mực chung thủy, yêu chiều vợ và được nhiều nghệ sĩ trong giới gọi là người thương vợ, dù cả hai chưa có con chung. Trước đó, trong những chương trình này, ca sĩ nhạc Hoài Phương, chồng của Việt Hương, từng hóa thân thành ca sĩ thứ 7, dành tặng món quà đặc biệt cho vợ, nhưng kỷ niệm 17 năm ngày cưới khiến mọi người không kìm được nước mắt. Bùng nổ tại bán kết, Hương Giang ẵm ngay giải cực quan trọng ở Hoa hậu chuyển giới, bỏ xa thần tiên tỷ tỷ Thái Lan. Đại diện Việt Nam đang ngày càng chứng tỏ được tiềm năng sở hữu chiếc vương miện cao quý. 19 giờ tối 2 tháng 3 theo giờ địa phương, đêm bán kết với hai phần thi quốc phục và tài năng của các thí sinh Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 đã chính thức diễn ra. Đây là cuộc đọ sức của những đối thủ vô cùng nặng ký, có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Mở màn, 28 người đẹp đã xuất hiện đầy tự tin trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Đặc biệt Hương Giang, dù mặc bộ trang phục nặng tới 55kg vẫn tỏa sáng rực rỡ. Tự tin hô to hai từ Việt Nam, đúng thần thái của một hoa hậu. Ngay sau đó, top 15 tiết mục xuất sắc đã một lần nữa thể hiện lại trên sân khấu để chọn ra một tiết mục giành giải thưởng cao nhất. Hương Giang với phần trình diễn cùng nam phụ công Thái cũng khiến toàn bộ sân khấu nổ tung và vô cùng bất ngờ. Cô cùng với hai người đẹp khác đến từ Italy và Venezuela đã được xướng tên giành giải thưởng Best Talent. Đây là chiến thắng đầu tiên khiến Hương Giang có thể tự tin hơn trong đêm chung kết vào ngày 9 tháng 3 sắp tới. Hương Giang với phần tài năng là bài hát Hết Hết bất ngờ ẵm giải thưởng Best Talent. Lộ tin nhắn Minh Béo tiếp tục gạ tình trai đẹp,
khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Sau những lùm xùm trước đây, ngỡ như nam diễn viên Minh Béo đã có dấu hiệu hoàn lương, thế nhưng cư dân mạng lại hoang mang trước những dòng tin nhắn của anh khi gạ gẫm trai đẹp. Sau những ồn ào thị phi, Minh Béo bắt đầu trở lại với nghệ thuật, nhưng mọi việc có vẻ không hề dễ dàng. Mới đây, cộng đồng mạng được dịp xôn xao bàn tán khi những bức hình được cho là tin nhắn giữa Minh Béo và thanh niên lạ mặt. Nam diễn viên tỏ ra khá quan tâm đến đối phương, thậm chí còn hẹn gặp mặt khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Mặc dù đã hoàn lương bằng việc chỉ diễn những show nhỏ ở những vùng quê ven tỉnh, nhưng trước loạt tin nhắn khi gạ gẫm trai lạ mới đây lại khiến công chúng hoang mang về sự hoàn lương của Minh Béo. Trang tài khoản cá nhân của nam diễn viên Minh Béo bị một nam thanh niên lạ mặt tố là đang gạ tình. Minh Béo chủ động nhắn tin và làm quen trước với nam thanh niên. Những dòng tin nhắn đẩy đưa bắt đầu phát triển. Anh còn nhắn nhủ với nam thanh niên rằng muốn đổi đời phải chịu khó. Thậm chí còn hẹn gặp ra để nói chuyện riêng vì lý do tránh phiền phức sau này khi nói chuyện trên mạng xã hội. Thế nhưng nam diễn viên lại nhận được cái kết đắng khi nam thanh niên phủ phàng từ chối. Xấu như anh ở giá còn nghe được, đẹp trai như em ở giá thì hiếm à. Chưa dừng lại ở đó, anh còn cầu xin Minh Béo, anh quá đáng lắm luôn, tha cho em đi anh nha, em còn ngây thơ lắm. Trước đó Minh Béo từng rất nhiều lần bị bóc phốt, nhắn tin gạ tình trai trẻ. Ồn ào nhất là vụ việc ấu dâm bị bắt giam ở Mỹ 9 tháng với tội ấu dâm với trẻ vị thành niên và có toan tính cố gắng thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi. Chân dung nam thanh niên bảnh bao bị Minh Béo gạ tình vừa đăng tải những đoạn tin nhắn lên mạng xã hội. Từ một nghệ sĩ hài danh tiếng, một gương mặt quen thuộc đối với công chúng, Minh Béo đã đánh mất tất cả sau khi có tiền án tại Mỹ. Với những tin nhắn này, nam diễn viên lại một lần nữa khiến công chúng thất vọng trước những hình ảnh hoàn lương của Minh Béo.